Đây là chiếc xe ô tô cảnh sát có cái kết nhận tiền tự động và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn khách đổi mật khẩu của cái dòng xe này. Ví dụ chiếc xe này tôi đang cài đặt mật khẩu là 2222, ta sẽ ấn bốn lần số 2. Bốn lần số 2 và ấn dấu vân tay đây thì cửa đang mở phải không ạ? Để mà đổi mật khẩu thì chúng ta phải mở cửa như này. Và tiếp đến chúng ta sẽ ấn phím sao giữ phím sao đồng thời mình sẽ ấn số để một khẩu chúng ta sẽ ấn 4 lần 6 này 1 2 3 4 chúng ta ấn xong chúng ta bỏ tay ra và chúng ta sẽ ấn thăng như vậy là chúng ta đã đổi xong một khẩu và chiếc ô tô cảnh sát có cái cách nhận tiền tự động này chúng ta đóng vào đổi xong bây giờ chúng ta muốn mở lại ra thì chúng ta sẽ ấn 4 lần 6 và, và ấn nút mở cửa và. hiện tại thì tôi đã đổi xong mật khẩu một hai ba bốn ví dụ ta sẽ ấn bốn số hai một hai ba bốn hoàn toàn là chúng ta không mở được nữa phải không ạ đang là bốn số sáu này và để mà mở cái mật khẩu của chiếc xe này thì chúng ta phải nhớ cái mật khẩu chúng ta vừa đổi và tiếp theo ví dụ tôi sẽ đổi sang mật khẩu khác để các bạn có thể dễ dàng sử dụng và làm quen. Đọt 2 3 4 này, chúng ta mở cửa này. Đang ở chế độ mở cửa thì chúng ta sẽ bấm vào phím sao. Và chúng ta sẽ bấm cái mật khẩu mình muốn đặt. Tôi sẽ đặt 4 số 8 đi. 1 2 3 4. Và sẽ bấm phím thăng. Như vậy là tôi đã đổi xong mật khẩu của cái chiếc xe này tiếp đến tôi bấm lại này một hai ba bốn đó thay đổi xong rồi